thiền giúp khách hàng chuyển khoản nhanh chóng hơn. Bước 1. Vào buổi tối trước khi lên giường hoặc thời điểm khác trong ngày, bạn hãy chọn một nơi yên tĩnh, ngồi trên sàn nhà và tư thế thẳng lưng, và lúc này bạn hãy nhắm mắt lại. Bước 2. Hãy hít thở một sâu khoảng 10 nhịp và đưa mình về trạng thái thư giãn thả lỏng. Bật nhạc thôi miên lên và hãy tự nói với chính tố khẳng định để có thể là tăng niềm tin bên trong của bạn trước. Tôi có mối quan hệ thân thiện với vũ trụ. Tôi lắng nghe vũ trụ bằng cả trái tim của tôi. Tôi có năng lượng tuyệt vời đỉnh cao nhất thế giới. Mọi thứ luôn đi theo cách mà tôi mong muốn và mọi thứ tốt đẹp một cách lạ thường. Vũ trụ đáp ứng tất cả mọi điều mà tôi mong muốn. Ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi bình an, sức mạnh, tình yêu, niềm vui của vũ trụ là của tôi và ánh sáng của người cho tôi thấy cách tốt nhất để phục vụ nhân loại. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và sau đó, bước 3, bạn hãy nói mục tiêu của mình. Ví dụ, ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tháng năm, tôi cảm ơn anh chị ghi tên của khách hàng ra đã chuyển khoản đầy đủ cho tôi số tiền là bao nhiêu lợi nhuận. Và vừa đọc mục tiêu của mình, liên tục lặp đi lặp lại và hình dung tưởng tượng. Anh chị sẽ có cái năng lượng thuần khiết, khỏe mạnh, năng lượng suốt cả ngày khi mà anh chị làm điều này mỗi ngày. Và nếu như mà anh chị nào mình chưa ghi kịp cái câu để mà anh chị khẳng định đó, thì anh chị cũng có thể là nhấn vào cái link nhóm dưới avatar của Lành để nhận tài liệu nhé. Và anh chị muốn là biết cái cách để mà có thể ứng dụng luật hấp dẫn chuyên sâu hơn về tài chính hay là sức khỏe hay là mối quan hệ, thì anh chị cũng có thể là tham gia nhóm học tập công Lành, thì Lành sẽ có những cái buổi chia sẻ miễn phí giúp cho các anh chị ứng dụng thành công. Lành xin chào nhé.